Dạ thiếp xin kính chào công tử. Tiểu thơ, trong tình cảnh này mà tiểu thơ còn gọi tôi là công tử, sao tôi nghe nó chua chát quá. Chắc công tử còn giận. Tôi đâu dám giận, mà làm sao tôi giận được cực tâm chân tình cao cả mà tiểu thơ đã dành tặng cho một kẻ đã xa. Đã trải thân luân lạc giữa không trần, trong cuộc giả trá bạc đen, vinh nhục đã quá nhiều. Tôi vẫn còn tiểu thơ là một khách tri âm, cư xử với tâm chân tình xó diệu niềm đắng cay. Là kẻ trắng tay nên tôi đành ôm mà hận. Còn nặng nợ ơn nghĩa tiểu thơ đắp tà mấy cho vừa. Tôi muốn nói nhưng sao cứ nghẹn lời, biết bao giờ mới trả xong. Trầm Lan ơi, em không dám xong học đội với đã cắt tóc ban lấy tiền tiền chồng lai kinh nhân, đăng bó hành trang chan chưa một thân tình, và số bạc mồ đã chắc chiếu trong những ngày năm xưa tầm tao. Em xin trân trọng trao tay ông cần đưa tiền kẻ đắng cần. Gửi danh vào tâm sự của mình, em đã dám giữ quy mô mới cầu dựng quanh vì năm nghĩa cát. Ngài bản hộ danh đề làm rạng rỡ phong môn, em không dám cùng ai vui đạo xuân tình. Nếu chàng còn chỉ chút nghĩa tương tri với cha, hạ nhẹ điều ân quán. Quỳnh Nga ơi, ta nghẹn ngào vì ý tình nàng tha thiết qua, biết nói gì đây khi mình vẫn cắt đôi tay. Trầm Oh.
chẳng hình bên bếp lửa có rơ bông lá trên vào đồ sáng để lòng kinh miệng đọc sách gian gian tay nghe đặt mùi em cố dở cho rồi chiếc áo hồng cho miệng mũi là kinh đường lái kinh xa biệt nhà sướng vô chạm mặt vào cho ấm gieo xưa thầm cầu mong chàng ơi xin Quỳnh ơi, nhân vật trao tay ta nghẹn ngào muốn khóc. Rừng rực lửa yêu đương ta nguyện cùng ai thề giữ vẹn chớ chung. Nàng ta ta qua muôn dặm trường đình phải ôm máu vào trong ngực mong chưa mặt mà hơi ấm đã len vào kẻ tóc chân mơ giữ mãi bên mình mắt áo lụa ta nhớ hoài thời lung lạc ở nơi đây bước thân trầm trời đất cùng lá lai trong nỗi đắng cay cũng có vị ngọt hương nồng trầm lang ơi xin chàng đừng nắng quán ấm thời Quỳnh ơi, sự bất nghĩa của cha em ví như ngọn đồi hèn mòn, còn tình của em thì cao vời vợi như ngọn Thái Sơn. Cay đắng ngày nào sẽ không còn nữa trước tâm chân tình cao cả của Quỳnh Nga. Chịu cơ hàng để giữ vẹn em xứng đáng trải danh liệt phù đời đầy cơ cực mà quá nhiều hạnh phúc ta biết phải nói làm sao cho tròn vẹn đi chân thành mũi tiễn đưa sao quá nhiều binh rình xúc động nào đã làm cho lệ rưng kể từ đây cho tới ngày nhắm mắt lòng đã trao ta nguyện giữ vẹn thề.